Ok khách quan à, ngài là dùng cơm hay là ở trọ vậy? Ở đây đã là thuộc địa quận Phú Bình. Ở đây đã thuộc địa phận Phú Bình. Dạ. Khách quan à, ta đang tính dọn dẹp xong đi báo quan đây, thì ngài đã về rồi, tốt quá rồi. Ngài có sao không? Ngài có sao không vậy? Ngài đã nói tới tai là ngài là nói tới tay nải của ngài, ta đã cất rồi, ngài chờ chút nha. Khách quan à, tại sao ngài lại đắc tội với bàn Tam Thọ vậy? Được, 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 hai vị chờ một chút. Sau này thôi thầy toàn là bọn chúng không hết. À đây rồi. Hai vị à, mời. Không 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 không, hết tập không dám lắm, ngô ngộ hả? Tổ tổ về đại ma, mấy hôm nữa con sẽ lại tới thăm đại ma nha. Mấy đứa nhỏ làm đám đuối luôn khách. Này gọi là ở hiền gặp lành nghe khách. Mỗi người cái sao vậy, cái gì vậy? Không khí căng thẳng quá ha. Rồi đứng im hết. Ở chuyện này, ở chuyện gì vậy? Rồi rồi. Ngô Liễu Thị, ngươi lấy trộm tài sản của Đông Viện, hạ độc giết chết cháu trai bổn quan, giờ sẽ đưa người về nhà môn trừng trị thích đáng. Giải đi. Đã, nhớ.
lý xong. Bây giờ ta đang xử lý việc là cái sao? Bây giờ ta đang xử lý việc công. Ông còn dám ngăn cản, bổn quan sẽ bắt cả ông đi đó. Tùy ông. Bắt đi. Có thể hả? Thằng nào? Dừng tay. Ủa, là sao thằng không thấy? Nhưng mà phân cho thầy hả? Phân cho thầy cái gì? Sao thầy không thấy tên thầy? Rồi rồi, ok. Dừng tay. Hôm nay kẻ nào dám bắt mẹ của ta, ta liều mạng với kẻ đó. Bà Làm gì đi? Đều muốn tạo phản sao? Ok. Ổn. Đưa người ra đây đi. Rồi. Mà bỏ dao xuống. Mẹ. Ngụ ý xong ha. Ngụ ý xong, ông bỏ dao xuống. Hầu Nam không? Đẩy lên đi, theo tôi nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Tư Hải bị luôn hả? Ok.